Thiết kế của bệnh viện này thì đã dự kiến là sẽ có 340 bác sĩ và 1.010 điều dưỡng chuyên môn cùng lực lượng hỗ trợ là khoảng 500 nhân viên. Thì lực lượng này đã được bố trí, thứ nhất là cái lực lượng mà chuyên tinh nhuệ nhất là sẽ tới từ 3 bệnh viện lớn của thành phố, đó là bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nhân dân 115 và bệnh viện Nhân dân Gia Đình. Ngoài ra thì là sẽ là bổ sung các lực lượng bác sĩ mà tinh nhuệ từ các bệnh viện của Trung ương do Bộ Y tế cử vào, rồi là huy động lực lượng từ các bệnh viện bản và thậm chí là có thể huy động luôn các lực lượng các bệnh viện từ các bệnh viện tỉnh phía Nam này về. Vì đây là bệnh viện chúng ta đang chiến đấu cho cả khu vực phía Nam, chứ không phải là chiến đấu riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay trong 60 bệnh nhân hồi sức nguy kịch thì tất cả có 50 bệnh nhân là phải thở máy, còn lại là số bệnh nhân còn lại là thở những oxy dòng cao và những thở oxy mát, mà là những bệnh nhân có nguy cơ phải đặt nội khí quản thở máy, và trong đó là có một trường hợp mà đã phải chạy ECMO. Trong số bệnh nhân chúng ta hiện nay thì có 6 trường hợp mà chúng ta phải lọc máu liên tục, khá nhiều bệnh nhân rất là nguy kịch, tiên lượng cũng là rất là nặng. Và mọi người các anh em cũng đang nỗ lực hết sức cho những cái hơn 80 bệnh nhân nguy kịch tại các giường ICU. Còn số lượng mà gần 100 bệnh nhân nặng còn lại tại trên các lầu trại, rất nhiều bệnh nhân phải thở oxy qua mát, còn một số bệnh nhân cần phải thở oxy dòng cao, và đó là cái ngưỡng những bệnh nhân mà nguy cơ mà phải chuyển xuống. Một số trong đó là có 1/3 số đó là cũng sẽ có những cái nguy cơ mà có thể là diễn tiến chuyển xuống cái giường, những cái giường mà 100 giường cũng nguy kịch. Thật ra là chúng ta đang sử dụng cái nguồn trang thiết bị tại chỗ. Thứ nhất là cái nguồn mà trang thiết bị chúng ta huy động từ cái có sẵn tại đây, và chúng ta huy động từ các đơn vị của thành phố, trong đó bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện 115, bệnh viện Gia Đình, rồi các bệnh viện như Đại học Y Dược, các bệnh viện, ngay cả các bệnh viện tư nhân như là Vinmec hay là các bệnh viện Hoàng Mỹ, rồi một số bệnh viện của thành phố. Và chúng ta cũng đã được sự hỗ trợ từ phía Bộ Y tế, cái nguồn dự trữ của quốc gia của Bộ Y tế để chuẩn bị đầy đủ nhất có thể trang thiết bị cho những bệnh nhân của chúng ta hiện nay ở đây. Tuy nhiên là các bạn biết là cái lượng bệnh nhân diễn tiến là rất nhanh và số lượng rất lớn. Do đó mặc dù chúng ta chuẩn bị đầy đủ, tuy nhiên là cái việc mà gọi là đầy đủ thật sự thì cũng sẽ còn một số cái thiếu thốn và tiếp tục sẽ được hoàn thiện và bổ sung.